và Thiên Phúc. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với vlog đầu tiên của tụi mình. Và ở đằng sau mình là một đoạn biểu diễn mà trong đó có dính mình sương sương một xíu một bài hát đã từng rất là nổi tiếng đối với các bạn, đó là bài gì? Mình nói cho mà nghe. Đúng rồi. Và bài hát này cũng chính là tiết mục biểu diễn của sinh viên ngành văn học ứng dụng của tụi mình biểu diễn vào lễ khai giảng vừa rồi. Ở đâu ta? Ở sân vận động Quân khu 7 vào tháng 9 đó nghe. Và nhắc tới ngành văn học ứng dụng mới nhớ thì Du Quỳnh sẽ có một chủ đề muốn dành tặng cho các bạn, đó chính là khám phá những điều thú vị của ngành văn học ứng dụng tại trường Đại học Văn Lang. Mà khi mà hỏi đến ngành văn học ứng dụng nha, ai cũng hỏi Thi Phúc hết á, là cái ngành này học rồi cơ hội việc làm nó làm sao, học có khó không hay là nó có gì vui không. Thì trong cái vlog ngày hôm nay, Thi Phúc và Như Bình sẵn bày đến cho các bạn những câu trả lời chi tiết nhất về ngành văn học ứng dụng có thú vị hay không. Ok, let's go. Khẳng định với các bạn luôn, trường Đại học Văn Lang chính là trường đầu tiên nhận đào tạo ngành văn học ứng dụng ở Việt Nam đó. Và theo mà mình tìm hiểu á, thì ngành văn học ứng dụng rất là phổ biến ở tất cả các nước châu Âu. Nhưng mà đối với Việt Nam á, thì nó vẫn còn khá là mới, cho nên mình cũng muốn là một trong những người tiên phong học ngành này ở Việt Nam đó. Đó, như các bạn thấy đó, Như Quỳnh đúng như vậy thôi. Còn mình là một người nói nhiều và mình cũng thích những ngành truyền thông sự kiện, nên là mình đã tìm hiểu đến ngành văn học ứng dụng. Bật mí cho các bạn biết, văn học ứng dụng đa dạng lắm, nhiều ngành nghề khác nhau lắm. Coi nè, đó, thấy đa dạng chưa? Nếu mà các bạn hỏi là ngành văn học có vui không hay là có gì khó không á, thì đối với bản thân Thiên Phúc nha, cái ngành này nó vui nhiều luôn, đúng không? Rất vui cho mọi người. Tụi mình được học rất là nhiều ngành khác nhau, từ truyền thông cho tới văn hóa, kể cả nghiên cứu nữa thì tụi mình cũng được học luôn, và được đi ngoại khóa với các tòa soạn báo nữa, nên là có rất là nhiều thứ để mình học hỏi. Ban đầu á thì lúc mà tôi học ngành này tôi nghĩ là nó sẽ rất là khó học, bởi vì học văn mà tôi nghĩ là nếu mà học văn thì lúc nào cũng sẽ phải đọc sách, học. Và thầy cô thì sẽ rất là nghiêm khắc và hung dữ, nhưng không, tôi đã làm mọi người. Tại vì thầy cô rất là dễ thương, rất là thân thiện, mặc dù trên đầu đã 2 thứ tóc rồi nhưng mà rất là tì tin, rất là nhiệt tình, giúp đỡ các sinh viên. Điển hình như là gần đây lúc mà tụi tôi diễn bài để mình nói cho mà nghe thì thầy Hùng đã góp ý cho chúng tôi rất là nhiều, từ động tác cho đến ý tưởng này kia nọ là thầy giúp đỡ hết mình luôn. Và còn về vấn đề bạn bè thì tụi tôi đã có rất là nhiều những người bạn luôn luôn chia sẻ và yêu thương nhau. Không có yêu nó đâu nha. Ok, và nếu như mà các bạn muốn biết được nhiều cái điều vui hơn nữa thì đăng ký học đi biết ha, chứ tụi tôi không kể hết được nhiều lắm. Thôi, bye bye. Ok, thì hiện tại là 2 đứa tụi tôi đang đứng tại cơ sở 3 của trường Đại học Văn Lang. Và đây là tòa LV, còn tiếp bên kia là tòa A. Thật ra thì ở Văn Lang, ở chỗ nào cũng là sẽ bảo triệu view hết. Và tất nhiên là ngành văn học sẽ được học tại cơ sở 3 luôn nha. Và ngoài ra thì chia sẻ của Như Quỳnh và các Thi Phúc sẽ không giúp cho các bạn thấy được 100% cụ thể là ngành văn học thú vị như thế nào đâu. Thì ngay bây giờ 2 đứa tụi tôi sẽ đi phỏng vấn các bạn sinh viên ngành văn học ứng dụng. Tôi phỏng vấn ở tòa LV. Ok luôn, cho luôn. Mình đi phỏng vấn tòa A. Mình cho các bạn lên đỉnh của tòa A luôn. Ok, let's go. Ngành văn học bình thường á thì nó sẽ hơi hàng lâm, nó hơi đi về hướng nghiên cứu. Và còn cái văn học của mình á, nó sẽ là đi từ nền tảng văn học, nhưng mà với cái nền tảng nó mình có thể phát triển mình là những cái ngành nghề trong xã hội mình đang cần. Học chung với những bạn có chung thì sở thích là văn học với em, thì em cảm thấy là trong việc học nó sẽ vui hơn nhiều, vui hơn trong các hoạt động như là ngoại khóa của trường, các hoạt động tinh hoạt của khoa. Mỗi ngày mình vô lớp đúng không? Mỗi ngày mình vô lớp sẽ không phải là những con số là thống kê nè, mà sẽ là những nhân vật giống như là Hằng Ngô, Nhà Đức Bà, hay là những nhân vật ở trong Hồng Lâu Mộng, rồi những nhân vật ở trong Kinh Thi Sở Từ, những nhân vật ở trong huyền thoại Ấn Độ, Krishna rồi nọ, nên nó cần phải, đó là mình phải yêu thích những cái đó, mình đầu óc bay phỏng xíu nên mình thích dùng cái từ mơ mộng. Vui, vui là vì mình được gặp nhiều bạn bè, được giao tiếp với mọi người. Khó là số lượng bài tập và số lượng kiến thức nó hơi khó, còn rộng, tức là mình được quan hệ rộng, được quan hệ với các nhà văn, nhà báo rất là nhiều. Tự tin, thân thiện và nhân văn, chân thực, sáng tạo, nhiệt huyết, đam mê, vui vẻ, năng động, sáng tạo và thân thiện, nhiệt huyết, mơ mộng và cổ điển, nhân văn, trách nhiệm và ứng dụng. Ok, thì qua những câu trả lời vừa rồi thì ít nhiều các bạn cũng đã hiểu được là thế nào là văn học ứng dụng, và mình nghĩ là những lời khuyên của thầy cô hay là của các anh chị sinh viên khóa trước sẽ giúp cho các bạn rất nhiều trong việc lựa chọn ngành nghề của mình. Và mình cũng hy vọng là mình sẽ được gặp các bạn sinh viên khóa sau của ngành văn học ứng dụng. Đối với mình thì ngành học nào cũng sẽ có cái khó của riêng nó, và ngành văn học ứng dụng cũng không ngoại lệ. Mình tin là nếu như các bạn thật sự yêu thích và cố gắng về ngành học này thì chắc chắn các bạn sẽ thành công. Vậy nha.